xuân xanh. Ngày nào đầu pha tuyết dương, vẫn mong tái ngộ một lần. Xin chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Hôm nay mình giới thiệu anh em một dàn nội địa cao cấp Onkyo Modern FRV7. Dàn này là dàn cao cấp nhất trong cái dòng V anh em ha, cao hơn V77, V5, V3 vân vân. Nó thiết kế cũng dáng rất là đẹp, máy nằm mà phay nhôm, các volume này bóng loáng luôn, rất là đẹp. Dòng này cao nhất nên chất âm nó cũng hay nhất luôn anh em ha. Dàn này chỉnh được bass chép trên máy bằng nút tone này đây. Đây chỉnh bass tăng giảm ở đây. 10 20 mức anh em ha, cộng trừ 10. Và chép và S bass là chế độ tăng cường bass kỹ thuật số. Đầy đủ các tính năng cao cấp như là CD, MD và có giải mã quang nghe nhạc từ Smart TV xuống rất là tiện lợi. Và có 3 ngõ vào, line 1, line 2 và tép nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn USB Bluetooth nghe rất là tiện lợi. Cái âm dàn rất là hay. Đi cạnh với một cặp loa cao cấp D032AX. AX là một dòng cao cấp nâng cấp của cái dòng như D032, không có chữ AX thì nó thấp hơn anh em ha. Dòng này thiết kế cũng đẹp hơn luôn. Loa chép này cũng rất là chip, thiết kế rất là đau chuốt. Bên trong loa thì củ từ rất là lớn anh em ha. Có dòng Onkyo thì củ từ lớn mà nặng và có phân tầng rất là lớn bên trong loa. Thân màu gỗ này rất là đẹp, bóng loáng luôn. Khẩu rất là sâu nha anh em. Sâu miên man luôn. Còn bóng rất là đẹp. Vận chuyển thì có cấn nhẹ nhẹ, mấy cái này không ảnh hưởng gì hết. Sơ sơ thôi. Công suất loa là 140W một cặp anh em ha. Loa rất là nặng. Màu này thì bóng bẩy rất là đẹp ha. Cơ bản còn đẹp nha. Chiếc âm Onkyo thì đẳng cấp, không cần bàn cãi nhiều về độ chi tiết. Đặc biệt dàn này chỉnh được bass chép cho nên chất âm rất là hay và thay đổi theo cái sở thích của mỗi người. Mình đang test chức năng đây là CD nè ha. Có hai cái đèn nước như theo nhạc ở đây rất là đẹp. Test tiếp chức năng MD nha. Màn hình tổng thể còn rất là đẹp, dàn này rất là sang trọng ha. Mình lấy cái lưới mình ha. Để vô. Mình đã có chức năng và mã quang nha anh em. Dàn này có FM luôn anh em ơi, FM đủ luôn. Anh em chỉ đăng tên cho nó rõ bắt đài thôi. Rất là gọi đài đây. Mình đã có chức năng và mã quang nha, digital, không cần mồi gì hết, cứ thế mà giải mã thôi. Mà nhạc trên YouTube anh em ha. Chất lượng giải mã rất là cao, có ngõ ra để làm đát cho âm ly dưới luôn. Thank you.
em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Cái âm rất là rõ ràng và chi tiết ha, rất là tách bạch và cái giải mix nghe rất là rõ, tiếng rất là hay. Rồi mình tới tiếp chức năng nhạc điện thoại máy tính, nó cộng 3.5 nha. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, đôi một tình yêu nhau mới tình đẹp ngàn sao. Xong cái dàn nội địa Onkyo V7, dàn cao cấp đứng đầu trong cái dòng V, trùm cuối của dòng V, chỉnh được bass chép trên máy và thiết kế kiểu dáng rất là đẹp, chạy tốt CD-MD, có nhà máy quang nhặt từ Smart TV xuống và có 3 ngõ vào line in, line 1, line 2 và tép nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn USB Bluetooth. Dàn chỉnh được bass chép trên máy, cặp loa 032AX cao cấp, đẹp và chất âm rất là hay, bên trong phân tầng rất là lớn. Dàn này mình bán cái giá 2.1 triệu anh em ha, rất là rẻ cho một dàn cao cấp, chất âm rất là tuyệt vời. Anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em đăng ký kênh, nhấn nút thông báo bên tay phải video, hình cái chuông để nhận video mới nhất từ mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.